những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hình ảnh chưa bao giờ công khai của cậu con trai thứ ba, nhà vợ chồng Hải Băng Thành Đạt. Theo đó, nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh cậu nhóc Kyo với gương mặt tím bầm vừa lọt lòng mẹ khiến ai nấy đều xót xa thương cảm. Hải Băng mang thai con thứ ba khi cậu con trai thứ hai mới được 2 tháng tuổi. Vì vậy, cô từng được bác sĩ khuyên nên bỏ đứa bé để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn cố gắng vượt qua nhiều khó khăn để sinh hạ thành công con trai thứ ba. Mặc dù thế, do can mổ phức tạp, cậu bé phải ở trong bụng mẹ quá lâu dẫn đến ngộp thở, tím tái mặt mũi. Hiện tại bé Kyo được ba mẹ chăm bẵm chu đáo. Dù chưa tròn 3 tháng tuổi, cậu bé đã nhận được nhiều lời khen khi sở hữu nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ với đôi mắt to tròn, mũi cao và trán đầy đặn. Hình ảnh chưa bao giờ công khai của cậu con trai thứ ba, nhà vợ chồng Hải Băng Thành Đạt. Ít phút trước, cụ thành viên nhóm Mây Trắng đăng tải bức ảnh chưa bao giờ công khai của cậu con trai thứ ba với gương mặt bầm tím khiến ai cũng xót xa. Thời gian nó bào mòn nhan sắc của anh quá nhỉ. Hình ảnh chưa bao giờ công khai khi mới sinh anh, nhìn thấy thương anh lắm. Đến giờ khi nghĩ lại lúc sinh, bản thân vẫn còn hồi hộp, mọi thứ nguy hiểm chỉ trong tích tắc. Nhưng mọi may mắn đều đến với mẹ con mình, thành công lớn nhất đời mẹ là sinh con thành công, cô viết. Dưới phần bình luận, Hải Băng giải thích trước những lời thắc mắc về làn da tím tái của cậu con trai. Mổ khó thế nên Kyo bị ngộp, xuất huyết dưới da, cảm ơn mọi người quan tâm nhé. Hiện tại cậu nhóc Kyo gần được 3 tháng tuổi, cậu út nhà Hải Băng Thành Đạt được khen sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.